Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng vừa truy xét và bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Đức Thành, 26 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi, về hành vi trộm cắp tài sản có giá trị hơn 400 triệu đồng. Cụ thể, chiều ngày 28 tháng 9, Thành đã đột nhập vào một ngôi nhà trên đường Giang Châu 3 thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn với mục đích trộm cắp tài sản. Sau khi lục tung ngôi nhà tìm kiếm, Thành lấy đi hai nhẫn vàng, trong đó có một chiếc nhẫn đính kim cương trị giá hơn 300 triệu đồng, một iPad, một đồng hồ Apple Watch và nhiều nữ trang bằng vàng khác. Sau khi trộm cắp được, Thành tẩu thoát ra ngoài bằng cửa sau và rời khỏi Đà Nẵng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phát hiện được Thành đang ở Quảng Ngãi nên tiến hành bắt giữ khi đang tiêu thụ số tài sản trộm cắp được. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận do ăn chơi nợ nần ở Quảng Ngãi với số tiền hơn 700 triệu đồng nên đã bỏ trốn ra Đà Nẵng, tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp lấy tiền trả nợ. Thành từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục làm rõ và tiến hành truy thu số tài sản mà Thành tiêu thụ được.